làm buôn bán. Ước mơ làm bác sĩ. Con lên con xin là nghề nấu ăn. Mai mốt con lớn lên con sẽ làm nghề giáo viên giống mẹ. Anh con muốn làm bác sĩ. Con muốn làm cái gì đi con? Lớn lên con muốn làm cảnh sát. Anh con muốn làm kỹ sư. Lớn lên con muốn làm phi công. Con muốn làm thiết kế thời trang. Ước mơ tương lai của con là được làm bác sĩ. Ước mơ của con được làm cảnh sát. Ước mơ của con muốn làm bộ đội. Con muốn làm nhà khoa học. Lớn lên con muốn làm tiếp viên hàng không. Con muốn làm